Trong 3 năm qua, bất động sản nhà ở luôn là điểm sáng và dẫn dắt thị trường. Năm 2017, phân khúc nhà ở phát triển mạnh mẽ ở cả các khu vực như quận 2, quận 9. Tuy nhiên, theo đánh giá của đại diện của Savills Việt Nam, thì trong năm 2018 có khả năng nguồn cung sản phẩm nhà ở sẽ không đáp ứng được nhu cầu do quỹ đất sạch khan hiếm. Nhận định chi tiết của ông Sử Ngọc Hương, Giám đốc Bộ phận Đầu tư Savills Việt Nam. Tôi tin rằng là trong thời gian sắp tới, thì cái khu vực quận 2, quận 9 mà để có quỹ đất mới để mà phát triển các dự án bất động sản, tôi nghĩ là nó không còn nữa, bởi vì các nhà đầu tư họ đã xí phần hết rồi. Do vậy thì cái hướng phát triển khác của thành phố là ở những nơi họ có những cái quỹ đất mà nó đã sẵn sàng, khu vực là Bình Chánh, Hóc Môn và hướng về phía Bình Tân, hướng về khu vực mà những cái quận huyện mới, các nhà phát triển bất động sản trong và ngoài nước cũng rất là nỗ lực trong tìm kiếm những quỹ đất sạch. Thì đây là một cái mà tôi cũng đã từng trao đổi với các cái nhà phát triển bất động sản, là họ rất là băn khoăn trong vòng vài năm tới thì cái quỹ đất này luôn là cái làm cho họ đau đầu. Vốn có, khả năng phát triển dự án có, nhưng quỹ đất sạch để phát triển có rất nhiều thời gian. Nếu tình hình mà quỹ đất sạch đang còn khan hiếm thì tôi rằng là trong 2018-2019 thì cái sản phẩm nhà ở tương đối là nguồn cung sẽ không đáp ứng được cái nhu cầu.